Ok, hello mọi người, và mình là Kim74 74. Thì hôm trước Kim đã làm được cái clip mà show thao tóc tay của các thành viên team giải và thiếu bệnh với Panda hay là các thành viên trong nhà Heavy. Bây giờ thì Kim sẽ làm tiếp tục series phần 2 cho mọi người xem nhé. Vì Kim thấy nhiều người comment anh ơi là phần 2 đi, anh ơi là phần 2 đi. Đó, bây giờ Kim sẽ trong lúc bệnh và Panda hay là mọi người đang rảnh thì Kim sẽ cố làm được clip cho mọi người xem nhé. Ok, cùng theo chân Kim thôi. Ok, và sau đây là sao tóc tay của bệnh. Anh chàng này có bàn tay cực kỳ là trắng. Yeah, Đó, người nhìn ghê không? Chưa. Một bàn tay có thể là trói được em bóp cổ gái rất là nhiều. Bệnh chuyên gia bóp bóp cổ gái nha mọi người. Và trói các em gái bằng cà vạt. Chết bằng cà vạt. Trói bằng cà vạt. Để xem sao tay của bệnh bắn thật chắc nha mọi người. Đó, ghê không? Ghê không? Mọi người ghê không? Ngắm bay đầu được. Đúng rồi, chào 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 kinh ngon cái nào đó, thế nên cái bị đoán lán, thực ra gặp mình là mình đoán chết bệnh rồi mọi người. Thôi, mày đừng có bốc quét. Bệnh chưa gặp mình thôi, gặp mình đó kia đấy, kinh đấy, hay có chảo đấy, bruh, đấy là kỳ nguy hiểm nhau, đem lừa rồi. Phải hăm dọa edit chống phú rồi, thế lúc nào cũng bảo là anh edit cắt lại nha. Để xem bệnh đặt keo này. Nope. Đó, kêu ngồi. Wow. Nó kêu rất là nhanh luôn. Mình iPhone đặt kêu sướng thật. Thật mà. iPhone đặt kêu đấy gì. Hay lắm đấy. Gì bệnh? Mũi cả mắt. Mọi người, đó là sơ tay của bệnh nha. Đó, bệnh giấu bài để bắn chung kết thôi mọi người. Đúng không? Bạn bạn giao bài bán chung kết đấy. Bạn ngu mà. Giao bài bán chung kết đấy. Đấy, hai sọt kinh chưa? Ủa, hai viên. À đủ, tạo thế. À đủ, trúng kìa. Ủa. Ok, và đó là sơ tóc tay của bệnh nha mọi người. Bệnh đầu tím. Đầu xanh. À, đầu xanh. Đó, cảm ơn bệnh nha. Cảm ơn bệnh nha. Đó, bệnh nhân ra vậy. Em đang là coi phim người lớn một mình. Đấy. Bà đây, làm gì đây? Làm gì đây? Đang tỉnh. Quay mỏ đó. Làm gì? cho quay sóc tay chứ bạn ơi. Thôi mỏ đâu rồi. Mỏ vịt. Đó. Này, vô chơi game đi, cho quay sóc tay xíu nào. Ta gọi là đôi môi này chỉ ăn cơm với ok, cá. Vô đã chơi đi rồi mình quay nhá. Đây và đây là sóc tay của Panda cho mọi người. Giao đầu thua rồi. Làm cái gì vậy? Mày làm cái gì đấy? Tao tay mày như nào? Nó nhờ. Chống mặt mày. Đây, Panda là một trong những người có đầu óc thiên gì ta? Đầu óc kiểu như thiên hướng chạy bo nhiều ấy mọi người đó. Đây là sau tay của thanh niên thánh thánh chạy bo của Panda. Anh ta được mệnh danh là thần bo nha mọi người đó. Không những Panda là một người tay to, kỹ năng tạm ổn. Mà có đó của Panda chạy bo rất là ghê. Đó, cái tâm bay đầu mọi người thấy không? Đừng có tin Panda. Panda của bọn tôi dạo này bắn kinh lắm. Đấy. Mọi người bạn thấy bắn kinh không? Tôi vừa khan luôn đấy. Đây là khuôn mặt của Panda khi bị gục. Panda vừa thấy. À, được cứu rồi kìa. Bơm máu đi mày. Bơm máu đi. À, kinh. Panda kéo đầu mọi người, bơm máu đi. Thằng này đồng đội cứu mình đã cứu. Hay gạt đúng chết biết ngay mà đủ. Mọi người thấy Panda bữa này xử lý kinh không? Đó, không phải như hôm bữa đâu. Hôm bữa này nhường thôi mày hả? Chết. Bữa này Panda bắn bệnh ngu mọi người. Kia nó nhỏ cho mọi người nghe, mọi người thấy không? 0-2 rồi kìa. Chỉ làm một lần duy nhất thôi. Ok, giờ lên múa xem anh ạ. Rồi bông keo đâu? Bắn, người ta không ngừng keo người ta mới đẳng cấp. Trời ơi, chưa? Ok, để xem. Đó, bàn tay của Panda là một bàn tay chuyên gia bóp đít của gái nha mọi người. What the fuck? Đó, một bàn tay bóp đít của gái. Kéo, ghê. Một bàn tay mà thuộc dạng là coi như là bao nhiêu cô gái. Chết rồi, Panda làm biết bao nhiêu cô gái rồi. Panda bữa giờ mày hỏi thật nha. Bây giờ thịt bao nhiêu con rồi?
Ê, bà đang ngu, bà đang ngu. Dân núi gì, tại cái này người ta gọi là nhường thôi. Nhường không, chuẩn bị 03 rồi mọi người, chuẩn bị 03 rồi. Giận mọi người, Panda là một thanh niên không ạ. Anh ta luôn thừa nhận mình là good boy nhưng anh ta là một thằng fuck boy. Yeah boy. Bắn đi. Sao? Panda thua cho mọi người, Panda thua cho mọi người. Không, mình chỉ quay nhiêu đây thôi. Ủa, nhà đạo bông keo một lần hai trái mọi người. Đạo bông keo mỗi lần hai trái. Quá công luôn chứ. Gặp ta tao công rồi, bắn như thế này thì chạy nữa chứ. Trời ơi, rồi lết con này, lết bên kia rồi ha. Rồi ha. Ok mọi người, và đó là thao tóc tay của Panda cho mọi người. Đó là thao tóc tay của Panda cho mọi người. Đó, khuôn mặt đầy khải, đầy rất là đẹp trai. Chu lên. Ưi giời, phụng phịn. Ok, cảm ơn Panda nhá. Rồi. Lít. Làm gì đây? Ăn đủ. Nhắn tin với trai để gạ trai đúng không? Chơi game này. Chơi game mà để màn hình dọc ai tin? Mày đừng có mồm điêu đi. Vô chơi game cho anh quay sau tay xíu nào. Chơi game cho anh quay sau tay nhá. Em bắn ngu lắm. Ai bắn ngu bây giờ em biết rồi. Nhưng quay sau tay cho anh đâu biết em kênh bắn hay bắn dở đâu. Đấy. Ok, yo. Ok, và đây là thao tay của Alice. Nãy giờ mình đợi hơi là lâu. Con học hỏi nha. Cái gì màn hình em chơi ma túy à? Hình màn hình em toàn phấn không? À, toàn bậy quá. Ta dùng phấn em bí. Chơi ma túy nói cho rồi. Tôi bậy quá nha. Alice chơi game không để móng tay cho mọi người. Sao? Không để móng tay sao chơi? Không để móng tay mới tiện. Không móng tay không chơi được. Là tiện làm những thứ gì đó đúng không? I am the one the way your son. Ui, bắt đầu kinh. Quá là kinh. Alice không để móng tay để tiện làm những thứ. Đẹp vô. Thứ gì đấy mọi người. Đúng không? Con đúng à? Không anh. Ôi trời ơi. Gì vậy? Bro gạt, anh gạt ơi, luôn, gạt bro rồi. Gạt đúng rồi. Này. Bên thắng. Gặp bro một kia kìa, bay đầu. Kinh thật. Anh bắn cũng vậy mà. Anh bắn cũng hơn vậy nữa. Em muốn xem anh bắn không? Ghê à? Không. Để em bắn mờ bơi cho coi này. Mua bông keo này. Không một cái giáp luôn nè. Ghê vậy? Xong bắn rồi thua này. Đấy. Đây, và đây là Alice đang cầm trên tay MP40 để xông vào căn nhà gà của chúng ta ở khu dân cư. Alice sẽ làm gì đây? Đứng nhìn. Alice quyết định chạy lui và chạy tới để nhòm ngó xung quanh con có đi hay không. Alice nhảy vào nhà rồi, quyết định có chạy lên nhà gà hay không. Có một thân niên là nhảy lên rồi, Alice bắn lên, kéo knock một thân niên rồi. Hay quá Alice ơi. Rồi, ôi, bay đầu. Con này gạt luôn. Đảo sao nó ghẹt. Ok, đó là con gái mà mọi người bắn như vậy là hay rồi. Và cảm ơn Alice đã cho anh quay sát tay một đoạn nào đấy. Quay highlight đã không cho người ta. Người ta chơi bắn ngu để đâu mọi người. Thì em ngu bây giờ mà. Quay highlight cả. Ok, và sau đây là đến từ vị trí sát tay của Na Game nha mọi người. Đó, một bàn tay cực kỳ nhỏ. Hơi lùn, bàn tay hơi lùn. Kìa quá trời luôn, anh thấy bên phải không? Bên phải. Trên tay cô ấy đang cầm iPhone 8 Plus. Đó. Có súng. Một bàn tay cực kỳ nhỏ, cầm cái gì cũng cảm thấy to. Đó là đến từ vị trí của Na Game. Ôi, kéo đầu tầm xa. Rồi, đồng đội giết chết luôn. G18, bị cát đấy, đúng không? Không rồi. Na bắn 4 ngón nha mọi người. Ôi, ghê không? Dữ không? Con gái đấy nha mọi người, con gái đấy nha. Sao tay 4 ngón này. Lần đầu tiên theo sát tay của Nagame luôn, 4 ngón, kinh khủng. Đó, đấy, ui. À, mọi người thấy gì chưa? Chữ không? Chưa? Em đó. Bro VIP không? Bro VIP, hàng gì vừa rất quay highlight rồi kìa. Đó. Ui. À, còn đứa gì nữa? Ho, còn đứa, bắn nào. Ghê, ui, 3 kill headshot mọi người à, kinh không? Ghê không? Đỉnh không? Đấy, na nha mọi người. Trời ơi, vậy mày ta mới gọi là bro VIP phải không? Trời ơi, 3 kill headshot liên tục. Thể bắn như hack, na bị hack rồi mọi người à. Trời ơi, em mua hack 150, không biết hả? Ghê vậy? Mua bản hack 150 nào, mua cho anh quay clip với. Để xem này mọi người. Ôi, na.
Yêu xuyên cái kiếm đó mà. Hay là không có thằng nào hứng em đấy, hứng là nó hứng là nó cho. Trời ơi coi à. Dạ. Ui, ui con shot một chùm đem đỏ luôn kìa. Ui. Dữ không? Ghê vậy. Dữ không? Na đấy nha mọi người. Đủ cơ trông kìa. Cơ đồ kìa đồ. Ủa anh thấy cái đầu mũ nó màu hồng không? Ừ. Ghê. Dữ chưa? Ghê. Được 3 đầu đó. Ui mọi người bắn 3 cái đầu kìa mọi người. Con shot không đấy. Vừa rồi viết không? Mọi người, mọi người xem cái tay của nào. Đó. Bàn tay cực kỳ nhỏ. Bàn tay xinh xắn. Đúng rồi. Khi Na cầm cái gì vào của Phú, Na cũng thấy to hết đúng không? Anh muốn làm ảo thuật cho anh coi không? Làm ảo thuật gì? Ê, ê. Tay hư hỏng này. Tay hư hỏng. Cảm ơn Na đã cho anh quay số tay 4 ngón của Na. 100.000 nha, không cảm ơn gì đâu. Làm gì 100.000 trời. Ok, vậy là trùng cuối không bao giờ làm mình thất vọng. Từ mình quay cam trước đó. Đó, trùng cuối không bao giờ làm Kiên thất vọng mọi người. Và cảm ơn mọi người đã xem hết clip của Kiên. Và mọi người nhớ 12 giờ hàng ngày trên kênh Heavy Kiên 74 có ra clip nha mọi người. Ok, bye bye mọi người.